Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh Thanh Lý Hàng của cửa hàng âm thanh Xuân Đúc Đỏ. Thì ngày hôm nay cửa hàng bên em xin được thanh lý cho các bác, đây là một cặp loa rưỡi dòng loa Meiji, một thương hiệu của Italia rất là nổi tiếng mà bên em đã bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua, luôn luôn nhận được những lời khen rất là nồng nàn từ các bác đã tặng cho bên cửa hàng bên em cũng như dòng loa Meiji này. Đây là một dòng loa thùng dạng full Gibson, em chưa vệ sinh các bác nhé, khá là bẩn. Với thông số kỹ thuật, bác nhìn cho em đây, dải tần từ 48 cho đến 18 kHz, kích thước 10 inch, công suất 250W, trợ kháng 8 ohm và công suất là cái này gọi là độ nhạy của nó là 95 dB. Tất cả những chiếc loa này bên em bán đang còn thùng vách đẹp hết cho các bác, thùng vách cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đấy, thùng vách cực kỳ đẹp. Và ngày hôm nay em bán cho các bác đây là bán một tặng một. Có nghĩa là gì ạ? Em bán các bác một đôi loa, em tặng các bác một chiếc loa, của chiếc loa Meiji. Có nghĩa là lô loa này của em nó lẻ một chiếc loa và em sẽ tặng các bác một chiếc loa này. Ok không ạ? Đây là cái lớp em căng để bóc rồi. Đây các bác tự dán rồi, đây. Lớp này là lớp gần bụi em bóc rồi. Đây rồi nó xấu em bóc cái lớp căng này, các bác thể bọc lại bằng cái lớp khác. Đấy, tùy các bác. Thì tình trạng loa này như sau, em thông báo bác thùng vách nguyên zin 100%, đẹp cực kỳ luôn. Đang đẹp hết, chưa có gọi chất mẻ gì cả đâu. Các góc cạnh nó còn nguyên hết nhá. Chưa có gọi là chất mẻ gì cả. Thứ hai, phân tần zin. Đấy, phân tần zin cho các bác luôn. Đấy. Thứ ba, tép đã được bên em độ tép của những dòng thương hiệu rất nổi tiếng như là bên là CEO, những dòng tép của hãng AIM. Đấy, em đã gắt những cái tép lẻ của những thùng cái thùng hỏng mà đem gắn vào cho các bác. Độ là những tép rất là hay. Thứ ba, bát của đôi loa này em khẳng định các bác, bên em lắp cho các bác đôi bát đây là một đôi bát chất hơn cả loa zin luôn. Đấy, chất hơn loa zin. Một đôi loa này bên em nó bán hình hơn 3 triệu đúng không? Ngày hôm nay em đảm bảo các bác đôi loa này các bác nghe nó còn chất hơn cái đôi loa zin nguyên bản của nó. Bởi vì em toàn độ cho đôi loa này, những đôi loa em dồn hết toàn bộ lại những chiếc tâm huyết nhất, những chiếc bát tốt nhất của những đôi loa bên em đã gắn vào đây. Đây là một đôi bát nó đặc qua cực kỳ tốt luôn, từ liên hoắc. Đấy, từ liên hoắc cực kỳ mỹ xứng luôn. Tim mắt rất là hay. Đôi loa này hiện tại bên em đã bán cho bác 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng, 3 chiếc loa này luôn, đồng bộ 3 chiếc loa. Chiếc loa này thì là line rồi. Đấy, loa này là một chiếc bát line các bác nhá. Chiếc này là line của hãng khác, em không tính. Chiếc này coi như em nên tặng kèm cho bác, không tính chiếc này. Đấy, chiếc này thì các bác về gắn lắp làm loa center, chúng ta làm loa lời thôi. Đấy, gắn thêm một loa lời. Còn đôi loa này em bán các bác là 2.500.000 đồng. Em cam kết các bác chất âm của nó hay hơn loa nguyên bản luôn. Bởi vì em đã độ những ba chiếc bát phải nói là cực kỳ chất vào loa này. Rất là tâm huyết luôn các bác nha. Và những bác nào đang có nhu cầu những đồng loa như này, mua một đôi loa được một chiếc loa thì liên hệ với em, chỉ có 2.500.000 đồng. Chúng ta đã bớt được tới cả hơn 1 triệu đồng so với một đôi loa bình thường bên em đang bán. Và chất lượng âm thanh không những nó giảm mà nó lại còn tăng lên. Đấy, bên em cam kết các bác cực kỳ hay luôn. Do bát từ kép cực kỳ đẹp và nó cực kỳ nuột luôn, các bác hãy về nghe thử và cảm nhận. Dòng này là dòng loa 3 tép các bác nha. Dòng loa 3 tép. Các bác có thể vào video em sẽ để một cái đường link phía dưới, các bác sẽ xem được cái tép bên trong này. Do là ở đây. Đây các bác xem này, một tép này, hai tép này, ba tép. Ba tép bác nha. Một bát 25 Meiji. Đấy. Meiji Pro Audio. Một dòng loa rất là hay và bên em đã bán rất là nhiều các bác nha. Và những bác nào đang có nhu cầu vui lòng liên hệ cửa hàng bên em qua số điện thoại ở phía dưới màn hình để chúng ta có cơ hội sở hữu những đôi loa này. Các bác, những bác nào lần đầu tiên xem kênh của em cũng vui lòng cho em một nút đăng ký kênh, một nút like để ủng hộ kênh này các bác nhá. Đây là kênh Xuân Đúc Đỏ Audio, kênh Thanh Lý Hàng. Và bên em có một kênh chính là kênh Xuân Đúc Đỏ Audio, còn kênh này của em là kênh Thanh Lý Hàng. Và em sẽ chuyên thanh lý hàng trên kênh này. Ngày nào bên em cũng sẽ có những video thanh lý hàng cho các bác, ít nhất là từ 1 đến 2 video. Rất là nhiều sản phẩm giá rẻ và các bác sẽ có cơ hội để chúng ta săn lùng những đôi loa giá rẻ mà chất lượng tốt nhất các bác nhá. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi kênh em cũng như đăng ký kênh của em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tạm biệt các bác ạ.